giá cả cái gì cũng tăng, phải lên kế hoạch chi tiêu thôi. Đậu phụ nè, nấm nè, và một số loại rau khác nữa. À đúng rồi, cá nếu mình chỉ mua theo danh sách này thì giảm giá 50% chỉ trong vòng 10 phút. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Mãi vô, mãi vô. Chỉ còn 10 phút ngắn ngủi thôi. Nửa giá luôn. Nhanh chân lên nào, mãi vô, mãi vô. Tới giờ ăn trưa rồi, chúc các em ăn ngon miệng. Chúc mẹ cả ngon cô. Để coi hôm nay mẹ cho mình ăn cái gì đây. Hả? Gì chứ, sao lại là cái này? Hả? Chuyện gì vậy hả Chanu? Cá cơm xào ớt, cá cơm lăn bột, cá cơm sốt gà, toàn bộ đều là cá cơm. Làm sao bây giờ? Bạn không thích ăn cá cơm mà cha đâu à? Thì vậy mới nói. Chuyện này cả bạn cũng biết mà sao mẹ của mình lại không biết chứ? Cha đâu à? Tụi mình đổi bữa trưa đi. Mình thích ăn cá cơm lắm. Cảm ơn bạn nha Minh Chi. Bạn chu đáo thiệt đó. Nhưng mà mình quyết định là hôm nay sẽ đi một vòng thăm các bạn cùng lớp. Để coi coi ai sẽ là người không may đây. Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi là người lữ khách đói khát và tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu như ngài có thể cho tôi một ít sườn heo. Khoan 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 khoan, mình làm gì có sườn heo chứ? Ngài không lừa tôi được đâu. Nếu đã như vậy thì tức quá. Khoan đã, miếng sườn đó của Don Don mà, bạn hãy mau trả lại cho Don Don đi cha đu. Dùn sắc à, là một lớp trưởng, mình không thể khoanh tay đứng nhìn bạn phá rối trật tự lớp học như vậy được đâu. Chị, nó chỉ là một miếng sườn heo thôi, trật tự gì ở đây chứ. Hả? Nè, sườn heo của bạn đây. Cảm ơn bạn nhiều nha, Dương Sắc. Lee Dương Sắc à, bạn thật sự muốn làm như vậy sao? Chơi cha đô, mau theo cô lên phòng giáo viên. Dạ. Hả? Chuyện hôm nay em làm náo loạn như vậy là vì em không thích ăn cá cơm sao? Nhưng mà lấy đồ ăn của bạn học như vậy là xấu lắm. Và chỉ ăn những món mình thích như vậy là càng xấu hơn. Thôi mẹ con mới về. Mẹ ơi, sao nhìn mẹ có vẻ giận dữ quá vậy? Đưa hộp cơm trưa của con cho mẹ. Dạ. Con tưởng là chuyện gì chứ. Vì để cảm ơn sự tận tụy của mẹ, con đã ăn sạch sẽ luôn. Mẹ nhìn đây nè. Ồ, đúng là đã ăn hết rồi. Nếu vậy sao con không ăn thêm cái này đi? Hãy ăn vì lòng biết ơn dành cho mẹ. Đây là cái gì nữa? Con không nhận ra sao? Chỗ này là cá cơm đó con. Những món tương tự trong hộp cơm trưa của con. Nhưng mà bây giờ con chưa thấy đói mẹ ơi. Ăn hết cho mẹ. Cái con bé này, tại sao con lại để cho cô giáo gọi điện phàn nàn về việc kén ăn của con? Mau nói cho mẹ nghe, con đã làm gì với mấy món cá cơm hồi trưa rồi hả? Đã quăng đi rồi có đúng vậy không? Con đã đổ đồ ăn với Minh Chi, phần ăn còn vô con mới bỏ đi. Cái gì hả? Tại sao con lại làm như vậy? Trời ơi, Danu, con mau nằm xuống đây cho mẹ. Mẹ ơi, con không biết là ở trong mi có rất nhiều trẻ em đang chết đói vì không có đồ ăn ăn hay sao? Trong khi con có đồ ăn thì lại quăng đi. Con xin lỗi mẹ, nhưng con thật sự rất ghét ăn cá cơm. Mẹ phải làm sao để trị cái bệnh kén ăn của con đây hả?
xem hôm nay là ngày đặc biệt gì hả? Lâu lâu là một bữa ăn ngon cho mọi người. Bây giờ con mau vào bàn ngồi ăn đi. Dạ luôn. Nhưng với một điều kiện, trước khi ăn bữa tối thịnh soạn này, mọi người phải ăn hết cho em cá cơm. À, là cá cơm khô sao? Đúng vậy đó anh. Cá cơm khô tốt cho sức khỏe và còn ngon nữa. Nhưng vấn đề là ở đây có người không ăn. Shadu à, con thử ăn một lần đi. Bắt trước ba đi nè. À, ngon quá. Nhưng mà con không thích ăn cá cơm. Con không ăn tối luôn. À, ngon quá. Không ăn tối cũng tốt. Có thể giảm cân được. Ba ơi, ba biết không, chị Shadu thích nhất là món sườn này đó. Ăn như đó đủ rồi. Để dành cho Shadu một ít nữa. Kén ăn là một thói quen vô cùng xấu, cho nên chúng ta phải sửa cho con bé mới được. Dạ, tất nhiên rồi. Tất nhiên phải sửa chứ. Không ăn cơm thì mình còn những món khác để ăn mà. À, ngon lắm luôn á. Cái này ngon hơn cá khô gấp mấy lần. Cô ơi cô, cho con thêm nước sốt nữa đi. Shadu à, mặc kệ con bé đi. Mình quá mệt mỏi vì phải ăn đồ ăn vặt thay bữa tối rồi. Tiền cũng sắp hết luôn. Nước. Nhìn ngon quá. Mình có nên thử ăn một chút cá cơm khô không ta? Phải rồi, chỉ cần tưởng tượng đó là những miếng thịt khô là được mà. Không được. Cá cơm có mặt, có mắt, có mũi và có miệng nữa. Còn phần đuôi của nó thì đắng ơi là đắng luôn. Mẹ ơi. À, không được. Mình không thể dễ dàng đầu hàng như vậy được. Con không cần đâu. Con sẽ kiếm tiền để mua đồ ăn. Chán ghê. Mình còn quá nhỏ, không có chỗ nào chịu tuyển mình hết. Cố gắng lên cho Shadu. Mày đã chịu được lâu tới như vậy rồi, cho nên tuyệt đối không thể chịu thua được. Đúng là vậy. Thà nhịn đói còn hơn là đắng chết. Mẹ nữ vương ơi, con đầu hàng rồi, mẹ hãy cho con thuốc ăn đi. Còn dám đấu với mẹ nữa hay không? Vậy là từ giờ con sẽ chịu ăn cá cơm rồi đúng không? Ừ, con sẽ ăn mà. Con còn muốn ăn cơm và thịt sườn kho của mẹ nữa kìa. Được được, mẹ sẽ nấu cho con. Nhưng mà từ bây giờ cho đến sáng mai, con phải ăn hết 100 con cá khô này cho mẹ có được không? Một trăm con hả? Cái gì? Con không muốn ăn hay sao? Dạ không phải, con sẽ ăn mà. Bạn sẽ ăn thiệt hả? Bạn sẽ ăn chúng tôi thiệt hả? Có chắc là sẽ ăn thiệt không đó? Con thật sự đã ăn hết 100 con cá cơm hả? Con đã ăn thiệt mà mẹ. Để ăn hết 100 con cá cơm khô thật sự rất là khó đó. Nếu mẹ không tin, có thể vào phòng con kiểm tra. Chắc chắn mẹ sẽ ngạc nhiên cho mà coi. Được rồi, kiểm tra làm gì. Ít ra thì mẹ cũng phải tin tưởng con gái của mình chứ. Mau ra ăn sáng đi con. Ăn.
vui nha. Ôi trời ơi, con nó ở sáng khoái chưa kìa. Là cá cơm. Trời cha đu, con dám gạt mẹ. Mày hãy ăn thiệt là ngon nha. Đẹp quá. Mẹ ơi, thứ này là gì vậy hả mẹ? Sao hả? Có tuyệt vời không con? Vì trong tủ lạnh không thể chứa hết được nên mẹ mới xếp thành mô hình đó. Nhưng mà mẹ nói con mới để ý nha. Nhìn nó cứ như tác phẩm của một bậc thầy vậy. Không vĩ đại tới vậy đâu con. Mặc dù ở khía cạnh nghệ thuật mẹ cũng có chút năng khiếu thiệt. Ôi, nhưng mà mẹ ơi, làm sao mẹ có được số sữa này vậy ạ? Thì hôm qua mẹ đã đi siêu thị. Mua một tặng chín lận. Không phải chỉ là mua một tặng một giống như bình thường thôi hay sao? Em nói cái gì? Thật là cho dù giảm giá thì em cũng đâu cần mua nhiều như vậy. Có phải chiến tranh đâu mà trữ lương thực. Anh nói cái gì vậy? Tại sao lại lớn tiếng với em chứ? Đây là mua một tặng chín lận đó anh. Cứ thử tính toán giá cả của thời gian dạo gần đây đi. Hôm bữa trong siêu thị không có khác gì có chiến tranh đâu anh à. Cho dù là vậy nhưng mà anh không chịu nắm tình thế gì hết trơn. Chúng ta phải cảm ơn khuyến mãi vì có thể uống sữa thỏa thích, còn đủ dinh dưỡng nữa. Nhưng mà mẹ ơi, cái này ngày mai hết hạn rồi đó. Con đã kiểm tra rồi, tất cả đều sẽ hết hạn vào ngày mai đó mẹ. Những hộp trong tủ lạnh cũng như vậy luôn. Bà xã, không lẽ lúc mua sữa em không kiểm tra thời hạn sử dụng ghi trên hộp hay sao? Anh có bị gì hay không? Làm sao em có thể kiểm tra được khi đang bận chen chúc tranh đua với người ta? Chào quý khán giả, tôi có một thông tin không vui cho mọi người. Đó không phải là sữa của nhà mình mua sao? Đây là thương hiệu sữa Hello Milk tôi đã từng uống từ khi còn nhỏ. Thương hiệu này được ra đời bởi công ty Hello Dairy. Nhưng vì kinh doanh thua lỗ, cho nên công ty đã chính thức đóng cửa. Cái gì? Công ty bị phá sản sao? Lô hàng cuối cùng của Hello Milk đã được bán ra với giá vô cùng rẻ như một lời tri ân của công ty chúng tôi. Và theo thông báo thì Hello Milk hết hạn vào ngày mai. Hello Milk, tạm biệt các bạn. Rồi, mọi người tập trung lại đây. Bây giờ cả nhà chúng ta sẽ uống hết số sữa này trước ngày mai. Tất cả cả nhà đã hiểu chưa? Đã hiểu. Đây là bia, đây chính là bia. Em ơi, còn nữa không vậy? Cho anh một ly nữa đi. Mấy đứa con không đi học hả? Uống lẹ đi rồi đi. Được thôi. Hả? Còn bị tiêu chảy nữa đó. Gì hả? Nghe vô lý quá vậy. Không biết con phải uống đi. Nói cứ như con chưa bao giờ uống sữa vậy á. Nếu không quen thì uống cho nó quen. Uống riết rồi bụng nó quen. Uống sẽ được thôi. Con không thích. Con sẽ không uống đâu. Cái con bé này. Tức ghê á. Mẹ không thương mình gì hết. Con xong chưa?
Nhanh lên còn đi học nữa kìa. Chị ơi, mau lên đi. Con đã ra rồi nè. Mẹ mẹ, đây là cái gì nữa? Còn gì nữa chứ, đây là bữa trưa của con. Ba con và Barbie đều đã lấy hết rồi, các con cũng mau nhận đi. Nhớ uống thật ngon nha. Giờ mẹ cũng vô nhà lấy một ít để uống đây nè. Quá đáng ghê. Thì bà, cho dù có rẻ thì mẹ cũng không nên mua nhiều như vậy chứ. Mua một tặng chín lần mà, sao mẹ cưỡng lại được chứ. Chị ơi, chị có ổn không? Không ổn. Tại sao mọi người cùng uống sữa nhưng chỉ có một mình chị bị đau bụng thôi? Ơi, xin lỗi con nha Sanu, con bị đau bụng như vậy là di truyền từ mẹ đó. Nghĩ mình nhất định sẽ không uống sữa. Mình đâu phải là con bò đâu chứ. Chị ơi, chị đi đâu đó? Nói vậy là bây giờ con muốn đổi tất cả phần sữa này thành một phần cơm cuộn có đúng không? Dạ, đây là một thỏa thuận rất là tuyệt vời, có đúng không con? Đúng vậy, đây chính xác là một thỏa thuận rất tốt. Nhưng mà... Cô cũng muốn bán hết số sữa này với giá của một phần cơm cuộn thôi. Chào bà. Đúng rồi, mình có thể dùng cái này để đổi đồ ăn với các bạn học khác mà. Tại sao mình không nghĩ ra chuyện này sớm hơn? Các bạn ơi, có ai muốn uống sữa không nè? Chanu à, mau qua đây đi. Ai ơi, những bà mẹ đúng thiệt là. Mình no quá. Mình từ bỏ không thể nào tiếp tục được nữa. Tất cả chuyện này đều vì kinh tế suy kém. Thầy ơi thầy. Em đang làm một thí nghiệm rất quan trọng. Nên thầy hãy cho em mượn một cái máy đo tiếng ồn ấy thầy. Mọi người ơi, mọi người ơi, tập hợp sữa của các bạn lại đây đi. Cho một người nhận hết sữa hả? Nhưng bạn là nữ hoàng trò chơi mà cha đâu. Đúng rồi đó. Nếu biết trước sẽ thua bạn thì sao tụi mình còn phải mạo hiểm để chơi trò chơi đó chứ. Thầy, các bạn thiệt là chậm hiểu quá đi. Đây không phải là trò chơi tìm ra người chiến thắng, mà là để chọn ra người thua cuộc. Trong trò chơi này, các bạn không cần đánh bại mình, mà chỉ cần đánh bại một người trong lớp này thôi. Thiệt chứ. Hơn nữa, người thua cuộc sẽ phải chịu trách nhiệm với toàn bộ sữa mà mỗi người mang tới. Để coi, mình có thể đánh bại được Dangi. Mình tự tin có thể thắng được Don Don. Mình sẽ không phải là người thua cuộc cuối cùng. Hôm nay tất cả các bạn trong lớp sẽ nhìn thấy mình đánh bại cho cha Du. Mình tham gia. Có hiệu quả rồi. Trò chơi này vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần làm bể một cái hộp sữa rỗng đối diện máy đo tiếng ồn này. Ai nhận được chỉ số nhỏ nhất là thua. Bây giờ mình là người cuối cùng đúng không? Đến thời điểm này, người có số điểm thấp nhất trong chúng ta chính là... Là Miễn Chi hả? Shadow, mình không có sao đâu mà. Bạn chờ gì ạ? Làm nhanh lên đây, sắp vô giờ học rồi đó. Mình biết rồi. Nhưng trước tiên, mình phải uống hết hộp sữa mới có hộp rỗng được. Shadow ơi, cố lên nha. Mình xin lỗi, nhưng mình thật sự rất ghét sữa. Mình nhất định phải làm được.
đang nghĩ là chúng ta có thể xử lý hết số sữa này trước ngày mai được đó. Ba cũng nghĩ vậy. Chúng ta được giải thoát rồi. Thôi ba mẹ con mới về. Hả? Về nhà rồi hả con gái? Ôi, cha đu à. Sữa tốt cho sức khỏe của mọi người. Tại sao lại tới ngay lúc này chứ? Đừng mà. Vậy là cha đu thua rồi nha. Cha đu, tiến sĩ hai của bạn được điểm cao nhất luôn đó.